Rồi, xin chào cô chú anh chị. Ngày hôm nay Trường Sơn xin giới thiệu với cô chú anh chị một căn nhà nằm ở đường Gò Dầu, thuộc phường Tân Quý, quận Tân Phú. Con hẻm trước nhà rộng 2,5 m, sạch sẽ an ninh và nằm ở cách hẻm lớn tầm vài bước chân thôi. Thì căn nhà có kích thước bề ngang là 3,6 m, chiều dài là 7 m. Nhà kết cấu một trệt một lửng, hiện tại có một phòng ngủ rộng, một phòng vệ sinh. Căn nhà có hướng Tây Bắc. Về giấy tờ pháp lý thì nhà có sổ hồng riêng hoàn công, chúng ta sẽ ký công chứng mua bán sang tên. Giá bán cho căn nhà này chỉ có 2,580 tỷ và còn thương lượng trực tiếp chính chủ. Hiện tại thì nhà đang trống, mới đẹp, sẵn sàng bán giao nhà để cô chú anh chị mình vào ở luôn. Rồi, đấy là những thông tin chính của căn nhà này. Tiếp theo Trường Sơn mời cô chú anh chị chúng ta cùng xem chi tiết căn nhà ha. Rồi, ok ha. Đây là căn nhà hôm nay Trường Sơn giới thiệu với cô chú anh chị mình ha. Còn đây là con hẻm trước nhà này. Từ con hẻm này thì đi ra hẻm lớn vài bước chân nha. Đó, hẻm này rộng 2,5 m cô chú anh chị ha. Đây ha. Đó, đây là hẻm lớn này. Xung quanh ha, nhà cao tầng này. Đấy. Ok ha. Đó. Rồi, căn nhà chúng ta nằm trong đây ha. Đó, vị trí thì nằm ngay đường Gò Dầu, phường Tân Quý, quận Tân Phú nha. Đó, nhà chúng ta đây ha. Rồi, hiện tại thì nhà đang trống nha, mới đẹp, sẵn sàng bán trong nhà để cô chú anh chị mình vào ở luôn ha. Đó. Đó. Đây ha. Đó, không gian khu vực bếp này. Đó, đây là khu vực để máy giặt ha. Đó, đây là khu vực vệ sinh nha. Đấy, hiện tại thì nhà đang trống, mới đẹp, sẵn sàng bán giao nhà để cô chú anh chị mình vào ở luôn nha. Vị trí căn nhà thì nằm cách mặt tiền khoảng vài bước chân thôi. Ok ha. Rồi, tiếp theo chúng ta cùng lên lầu ha. Đúng là lên gác lực nha. Đúng rồi, chưa rộng lắm. Đây ha, lên gác lực. Hiện tại lên gác lực này thì sẽ có một phòng ngủ nha. Đây ha. Một phòng ngủ này rất rộng này. Sàn mình lát gỗ ha. Đó. Đây ha. Rồi, ok nha. Như vậy thì chúng ta đã vừa xem xong căn nhà này. Thì cô chú anh chị nào quan tâm, có nhu cầu thì kết nối ngay với Trường Sơn để đi xem thực tế nhà này và giao dịch trực tiếp với chủ nhà luôn nha. Cô chú anh chị hãy liên hệ với Trường Sơn qua số 0915 987 168. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian xem video này và hẹn gặp lại cô chú anh chị trong các video tiếp theo. Xin chào.